chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Huyền Núi Thành phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyền ủy Núi Thành tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 13 của tỉnh ủy. Núi Thành hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023. Trong chương trình có phóng sự được sinh hoạt chính trị sâu rộng của nông dân qua đại hội cấp cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 13 năm 2013 và 5 năm thực hiện kết luận số 275 của tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 10 năm qua, 2013-2023, Huyện ủy Núi Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của tỉnh ủy Quảng Nam, đạt được kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, cụ thể hóa thành các nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình địa phương. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện được nâng lên, thể hiện được vai trò là nhân chính trị ở cơ sở. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt bình quân từ 85% trở lên. Công tác kết nạp đảng viên mới và tỷ lệ đảng viên đảm nhận các chức danh của thôn, khu phố đều tăng đáng kể. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 80% trở lên. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn. Hội nghị khen thưởng cho 25 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 13/2013 và 5 năm thực hiện kết luận số 275 của tỉnh ủy Quảng Nam. Huyện ủy Núi Thành vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2023. 74 đảng viên mới đến từ 20 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn huyện về dự lớp. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3, lớp học sẽ được truyền đạt 10 bài học chính trị theo chương trình mới năm 2023, gồm các nội dung chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, xã Tam Xuân 1, huyện Đoàn Núi Thành tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2023 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Phụ ủy Tam Kỳ ngày 15 tháng 8 năm 1930, 15 tháng 8 năm 2023 và 40 năm thành lập huyện Núi Thành ngày 3 tháng 12 năm 1983, ngày 3 tháng 12 năm 2023. Hơn 300 đoàn viên, thanh niên của 17 xã thị trấn, các trường học, các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn huyện đã về dự lễ. Tại lễ ra quân, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Huyện đoàn Núi Thành trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời cho thôn Bích An, xã Tâm Xuân 1 với trị giá 50 triệu đồng và tặng vườn ươm thanh niên cho đoàn xã Tâm Xuân 1. Huyện đoàn Núi Thành ra mắt mô hình làng quê đáng sống tại thôn Bích Ngô, xã Tâm Xuân 2, ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, làm đẹp khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và nhiều hoạt động khác. Vừa qua, Công đoàn Khối Cơ quan Đảng ủy huyện Núi Thành tổ chức đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn khối đảng có 32 đoàn viên, với đặc thù đoàn viên công đoàn đa số là cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện, nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn khối đảng tiếp nhận trên 20 đoàn viên về sinh hoạt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, chăm lo lợi ích và tuyên truyền, vận động cho đoàn viên, người lao động về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đại hội Công đoàn Khối Cơ quan Đảng huyện ủy Núi Thành bầu 5 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên và thông qua nghị quyết với sự thống nhất cao.
Chiều ngày 17 tháng 3, Công đoàn xã Miền Biển Tam Giang, huyện Núi Thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn xã Tam Giang có 28 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2018-2023, đoàn viên, người lao động, công đoàn xã có đời sống kinh tế tương đối ổn định, an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, công đoàn tham gia xét nâng lương thường xuyên cho 21 lượt đoàn viên, nâng lương trước thời hạn cho 6 trường hợp. Công đoàn xã Tam Giang cũng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, người lao động, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, ốm đau, tai nạn, v.v. Đại hội Công đoàn xã Tam Giang nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ban chấp hành mới, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, đồng thời khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua và thông qua nghị quyết đại hội. Hội Nông dân xã Tam Hải vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự ở huyện có ông Hồ Tùng Chinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Núi Thành. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Tam Hải triển khai thực hiện tốt các phong trào, chương trình của hội, vận động nông dân trong xã phát triển đàn gia súc gia cầm lên hơn 34.000 con, đóng mới, cải hoán hơn 300 chiếc tàu thuyền các loại với tổng công suất hơn 15.000 CV, hàng năm đánh bắt hơn 7.000 tấn hải sản các loại. Nông dân xã Tam Hải tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần đưa Tam Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đại hội bầu ban chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, tặng quà cho các đồng chí trong ban chấp hành khóa 8, không tham gia khóa mới và thông qua nghị quyết đại hội. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 3, tại trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã Tam Hiệp, Thư viện tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam năm 2023. Tại ngày hội đã giới thiệu 3.500 bản sách các loại để các em học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn xã Tam Hiệp lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích và đọc ngay tại buổi lễ, sau đó trao đổi cho nhau về nội dung cuốn sách, về những bài học bổ ích và lý thú từ những câu chuyện mà mình vừa đọc được. Ngày Hội Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam năm 2023 tại trường tiểu học Lê Quý Đôn xã Tam Hiệp góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen, rèn cho các em học sinh biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao, phù hợp với lứa tuổi, đồng thời giúp các em học tập những gương tốt, việc tốt, các nhân vật sự kiện, lịch sử, thế giới, tự nhiên, khoa học để phục vụ trong việc học tập, nâng cao kiến thức, hình thành nhân cách. Qua đó, tuyên truyền giáo dục cho các em về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách trong giai đoạn mới hiện nay. Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thể thao Quân sự Thế giới và 77 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể thao Việt Nam ngày 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2023. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành tổ chức cho lực lượng vũ trang chạy CISM và Olympic năm 2023. CISM là tên viết tắt của Tổ chức Hội đồng Thể thao Quân sự Thế giới, được thành lập vào ngày 16 tháng 2 năm 1948. Quân đội Nhân dân Việt Nam chính thức là thành viên Hội đồng Thể thao Quân sự Thế giới từ năm 1998. Ngày chạy thể thao CISM là hoạt động chính hàng năm của Hội đồng Thể thao Quân sự Thế giới nhằm tạo tình hữu nghị, hợp tác, đoàn kết của quân nhân và quân đội các nước. Trong ngày chạy CISM, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Núi Thành chạy trong các tuyến đường, nội thị, thị trấn Núi Thành với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Núi Thành tổ chức Đại hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của nông dân nhằm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm đến và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Tại xã miền núi Tam Thành, ngay từ sáng sớm, các đại biểu nông dân đã có mặt tại hội trường Quỹ ban dân xã để dự đại hội đại biểu nông dân các cấp cơ sở lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Mở đầu đại hội là chương trình văn nghệ chào mừng hết sức sôi động
và có lồng ghép trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của miền núi Tam Thành. Đặc biệt, đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. Đồng thời, tại đại hội cũng là dịp để nông dân nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. Mong muốn đại hội sắp tới là chúng ta xây dựng nhiều cái mô hình để phát triển hơn cái nhiệm kỳ trước, là nhiều cái hỗ trợ xem như cái chính quyền địa phương để cho nó được học tập nhiều cái khoa học kỹ thuật, chuyển đổi một số cái cây trồng ở Tam Thành. Các đại hội hội nông dân cấp cơ sở ở huyện Núi Thành đã đánh giá trung thực, khách quan hoạt động hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, kiểm điểm ban chấp hành, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ban chấp hành mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023. Với đại hội hôm nay thì ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã đề ra những nhiệm vụ mới trong công tác phấn đấu cùng với sở nhà đoàn kết năm không mới, sở nông thôn không mới, nông thôn trong năm đấy cũng như khu dân cư kiểu mẫu trong tiến trình phát triển kinh tế của sở nhà cũng như được thành công tốt đẹp. Để đại hội nông dân cấp cơ sở thành công, hội nông dân huyện Núi Thành đã sớm triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đến các xã thị trấn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Tam Mỹ Tây để rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, ban hành hệ thống mẫu văn bản để hội nông dân cấp cơ sở tham khảo phục vụ công tác xây dựng văn kiện và tổ chức đại hội. Đại hội lần này là hết nhiệm kỳ, do vậy mà là cái việc triển khai là thực hiện theo hướng dẫn cấp trên về tổ chức đại hội cơ sở tại đến chính đại hội các huyện và tỉnh và đại biểu hội nông dân Việt Nam lần thứ 8. Với cái trách nhiệm đại học cơ sở thì năm nay thì đối với huyện Núi Thành là 17/17 xã thị trấn sẽ tổ chức hàng loạt đại hội và sẽ kết thúc trong quý một, và với cái nhiệm vụ đặt ra là đại hội có nhiệm vụ là tổng nhất cách đánh giá công tác xây dựng hội và phong trào nông dân suốt cả nhiệm kỳ 2018 và 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 và 2028, bảo đảm để đi về đại hội quốc tế và đặc biệt là cái bảo cho được cái ban chấp hành có mới có đủ năng lực trình độ và bản lĩnh chính trị để mà thực hiện cái nhiệm vụ và trong thời kỳ công nghiệp hóa của nền nông dân nông thôn. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3 năm 2023, 17/17 hội nông dân xã thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành sẽ tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, để đến tháng 5 năm nay, hội nông dân huyện Núi Thành sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Với mục tiêu đề ra là đại hội nông dân các cấp phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, và đây cũng chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên nông dân huyện Núi Thành nhằm tập hợp ý kiến đóng góp xây dựng phong trào nông dân phát triển trong nhiệm kỳ mới. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Núi Thành phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.